Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán nâng cao lớp 3 đề C. Bài số 1. Can xanh là có can nó màu xanh đó, đựng 12 lít xăng. Can trắng đựng 8 lít xăng. Hỏi can xanh đựng nhiều hơn can trắng bao nhiêu lít xăng? Bỏ số lít xăng can xanh đựng nhiều hơn can trắng là số lít xăng can xanh đựng nhiều hơn can trắng là. Thế giờ can màu xanh thì đựng là 12, can trắng là đựng 8. Ta lấy 12 trừ 8 bằng 4 lít xăng. Đáp số bốn lít xăng. Bài số 2. Có 24 kg gạo tẻ và 16 kg gạo nếp. Hỏi số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ bao nhiêu kg? Rồi chúng ta bỏ chữ hỏi, bỏ chữ bao nhiêu. Số kg gạo nếp ít hơn gạo tẻ là ta lấy 24, ta trừ cho 16 bằng 8 kg. Đáp số 8 kg. Bài số 3. Mẹ thức dậy lúc 5 giờ 10 phút sáng. Bố thức dậy lúc 5 giờ rưỡi sáng. Hỏi bố dậy muộn hơn mẹ bao lâu? Rồi, hỏi bỏ. Bố dậy muộn. Thời gian bố dậy muộn hơn mẹ là rồi chúng ta xem lại nè. Bây giờ mẹ thức lúc 5 giờ 10 phút, còn bố dậy lúc 5 giờ rưỡi sáng. 5 giờ rưỡi sáng nó có chính là nằm bằng 5 giờ 30 phút á. Nè, 5 giờ rưỡi sáng có nghĩa là 5 giờ 30 phút. Rồi. Như vậy ngay chỗ này là 5 giờ này chính của nó là 30 phút. Rồi. Ta lấy 30 phút tâm trừ 10 phút bằng 20 phút. Đáp số 20 phút. Bài số 4. Hiện nay bà nội 60 tuổi và bố là 31 tuổi. Hỏi
Khi sinh ra bố, bà nội bao nhiêu tuổi? Bỏ số tuổi. Số tuổi bà nội. Số tuổi của bà nội khi sinh ra bố. Khi sinh ra bố. Ta lấy 60 ta trừ cho 31 bằng 29 tuổi. Đáp số 29 tuổi. Có nghĩa là bà nội lúc 29 tuổi thì sinh ra bố. Thế này thầy như là nhỉ? Bài số 5. Tìm x. Đây là một cái dấu trừ. Dấu trừ thì ta nghĩ ngay đến là một cái hiệu. Đó, cái hiệu. Và số đây là số bị trừ. Số trừ và hiệu. Đó. Như vậy cái này là x là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu, ta cộng với số trừ. 48 là cộng 17. X bằng 5. 41, 5, 6. Đây là gì? Đây là dấu chia. Dấu chia ta nghĩ đến là số bị chia. Số chia và thương. Được. Đây là muốn tìm số bị chia. Ta lấy thương. Ta nhân với số chia. 15. Cái này cũng y như cái này. À, này cũng phải chia. À, muốn tìm số bị chia. Ta lấy thương. Ta nhân với số chia. 20. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.